Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm đầu năm. Sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kết nối cung cầu lao động trên địa bàn trong năm mới này đã thu hút sự tham gia của 45 doanh nghiệp với khoảng 10.000 vị trí việc làm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người lao động tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tìm hiểu các thông tin theo nhu cầu của mình. Với gần 10.000 vị trí việc làm ở nhiều đơn vị doanh nghiệp, thực sự là một cơ hội tốt để người lao động có thể nhanh chóng tìm được việc làm. Bây giờ là việc ở Huế là nhiều việc, việc cần người hơn là người cần việc, nhiều việc lắm. Chỉ cần đi lên đây nhìn phát là thấy cỡ mười mấy lựa chọn là phù hợp với mình thôi. Trừ khi mà tiêu chuẩn của mình quá cao thôi, còn không thôi là ở đây có hết. Trong số gần 10.000 vị trí việc làm trong sáng nay, đa phần là những nhu cầu lao động của các doanh nghiệp về dệt may tại cả khu công nghiệp lớn của tỉnh. Nhiều trong số đó tuyển số lượng khá lớn như dự án Scavi Quảng Vinh hiện đang cần hơn 2.000 lao động cho dệt may, hay công ty Vinatech cũng đang có nhu cầu gần 1.500 lao động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn nhận tuyển và đào tạo nghề cho công nhân nên là một điều kiện thuận lợi để người lao động có thể ứng tuyển. Hiện tại bên chỗ công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An của công ty em thì đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tại tất cả các vị trí, kể cả trực tiếp, cả gián tiếp. Đối với vị trí lao động trực tiếp thì bên em đang có nhu cầu tuyển dụng 400 công nhân may để thành lập 15 chuyên may. Và ngoài ra thì có bên các bộ phận lao động gián tiếp gồm có là nhân viên văn phòng. Thông qua sàn giao dịch việc làm ngày hôm nay thì bên chỗ doanh nghiệp cũng muốn là tuyển dụng được nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như về chất lượng để đáp ứng cho các công đoàn tại phát triển tại công ty. Bên cạnh kết nối việc làm trong tỉnh, sàn giao dịch việc làm lần này cũng rất chú trọng đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với những tín hiệu tích cực từ việc mở lại nhiều đường bay quốc tế, công tác này hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc hơn trong năm nay. Theo kế hoạch của tỉnh, sẽ nỗ lực đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022. Thì Suleco đang phối kết hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Phòng Lao động các huyện tham gia đầy đủ các cái phiên giao dịch việc làm, các cái hội nghị việc làm, giới thiệu tư vấn việc làm cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cũng đã có các cái chính sách riêng của Suleco, đó là cho lao động trả chậm là một phần chi phí sau khi sang Nhật làm, nhằm giảm tải được cái áp lực chi phí cho lao động khi muốn sang Nhật làm việc. Một vấn đề cũng rất được quan tâm trong công tác lao động việc làm đầu năm, đó là giải quyết việc làm cho lao động trở về từ phía Nam tránh dịch. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 60.000 lao động đã trở về. Tuy nhiên, đa phần trong số đó đã quay trở lại, và những ai có nhu cầu ở lại Huế làm việc cũng sẽ được hỗ trợ tìm việc làm. Cuối năm 2021, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, ủy ban các huyện, thị xã, thành phố có một cái cuộc điều tra khảo sát về cung cầu lao động. Thì kết quả cho thấy thì cũng có tới là hơn 60.000 người lao động trở về địa phương, và đến cuối năm thì như vậy là đã có hơn 30.000 đã quay trở lại thị trường ở các tỉnh, và hiện nay thì cũng có là hơn 30.000 ở lại. Và một cái bộ phận này thì họ cũng đang chờ, có thể là quay là trở lại thị trường và đang chờ cơ hội cái việc làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau hơn 2 năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, năm 2022 đang được hứa hẹn sẽ là thời điểm để các doanh nghiệp khởi động lại, cũng là cơ hội để những người lao động có được việc làm ổn định hơn sau những kỳ nghỉ dịch. Hy vọng với những tín hiệu tích cực, công tác lao động việc làm của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả như mong đợi.